Dạ thằng Tôm mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em mới về mấy dòng điện thoại và iPad nha. iPad 4 nha cô chú anh chị. iPad 4 bên em có xài sim ha. Và iPad mini nha. Giờ điện thoại iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, Redmi. Oppo 56, 58 ha, pin 5000. Redmi cũng vậy luôn. 56, 58, màu nhớ 256, pin 5000. Bao chơi game ha. Rồi bây giờ em vô em test máy từng cái điện thoại và máy tính bảng và iPad nha. Cô chú anh chị nào mà nâng cây nào thì chốt liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0939 301439 ha. Chiều tầm 4 giờ rưỡi em bán qua sân vận động Tân An nha cô chú anh chị. Còn một ngày em bán ở trong nhà ha. Địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì cứ tới số nhà đó. Đây hình thức xếp hàng bên em thì cô chú anh chị nào mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản. Nếu không có tài khoản thì cọc cạc điện thoại, cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em xếp ha. Xếp có code xếp toàn quốc nha. Rồi iPad 4 xài sim nha. Bên em có tải sẵn cho cô chú anh chị tất cả các ứng dụng mình hay xài ha. Rồi Zalo, Facebook, TikTok. Đây bây giờ em test lo nha. Cô chú anh chị nào mình không có tài khoản iCloud mà mình muốn tải gì thì nói em tải giùm nha. Rồi em test lo luôn nè. Âm lượng nè ha. Chào yêu thương, hậu phương vững chắc. Sẽ tin mừng, mừng ngày phải đẹp. Cái cây hoa K26 giảm giá cực sâu lên. Rồi cái lo như cái đài phát thanh luôn nha cô chú anh chị. Bên em là cái nào cũng như cái đó ha. Thì máy trình tảng có sao em báo vậy nha. iPad 4 16GB em bán cho cô chú anh chị giá 1,4 triệu ha. Còn về ốp lưng thì bao da cô chú anh chị nào mình muốn mua thì mình nói em mua giùm nha. Đây máy nè ha, trình tảng máy nè. Rồi em có một cái iPad 32GB không xài sim, em bán cũng đồng giá luôn ha, 1,4 triệu luôn nha. Cô chú anh chị là mình mua không xài sim thì về mình kết nối wifi mình xài nha. Máy nghiêm chỉnh ha. Máy này thì cô chú anh chị mua được tặng cáp sạc nha. Rồi em có một cái 32GB không xài sim, em bán đồng giá 1,4 triệu luôn. Rồi iPad mini em có hai cây nha, màu xanh đen và màu bạc ha. Rồi bây giờ em vô em test cây màu bạc nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em nha. Kết bạn Zalo em test máy. Đây màn hình của nó là không có đốm ám mố gì hết, máy đẹp nha. Cô chú anh chị mình mua cây nào là em ship cây đó ha, không có ship tầm bậy cho cô chú anh chị nha. Nếu như mình mua mà không như cái lời của em giới thiệu trên đây thì cô chú được quyền bơm hàng ha, trả về. Còn nếu như mà đúng thì cô chú anh chị nhận giùm em nha. Là tuyệt phẩm cho mọi món chiên giòn ngon khó tưởng. Đây hang lò to rõ đàng hoàng nha. Ừ.
Rồi cái này thì có xài sim là giá 1 triệu, còn không xài sim thì 900k nha cô chú anh chị. Rồi Y700 RAM 2 bộ nhớ 16. Cái này pin 36 ha, màn đẹp nha, màn zin nè. Nó hơi hồng xíu thôi nha, màn zin này máy này nó lâu rồi thì nó phải máy xài lâu thì màn nó phải hồng ha. Hồng nhẹ nha, đây chụp hình nè. Cầm trước cầm sau ok ha. Về chơi Zalo, Facebook, YouTube đồ, TikTok đồ nha, không có chơi game được nha, game nhẹ nha. Cho em bé coi YouTube được. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị giá. Rồi 750 cho cô chú anh chị ha. Chi phí 750. Rồi Galaxy A7 ha. RAM 2 bộ nhớ 16. Máy đẹp nha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 800k nha. Máy đẹp nè. A7 800k. Rồi tiếp theo em có A7 2016 luôn. RAM 3 bộ nhớ 32. Đây ha, A7 2016 nè. Màn đẹp, máy zin. Cam trước cam sau ok. Em quay trên đây không rõ thì cô chú anh chị mình mua nói máy, nói kiểu máy, nói đời máy ha. Em quay Zalo được cho coi nha, kết bạn Zalo quay trực tiếp được cho coi. Rồi cái này là cái lưng được dán nha, chứ không có bị, không có bị bể nha. Đây là dây tại dán cho đẹp chứ không có bể. Rồi 900k cho cô chú anh chị ha, RAM 332 G7 RIM. G7 RIM máy đẹp trên 90% ha. RAM 332 luôn. Màn hình 5.5, 5.6 vậy ha. Rồi cái máy này 1 triệu nha. G7 RIM RAM 332. Rồi máy này thông thường em bán 1 triệu nha. Đây em giảm giá bán cho cô chú anh chị 900 luôn. G7 RIM 900k. Galaxy A10 luôn, RAM 2. Cái này RAM 2 bộ nhớ mấy quá nè. RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.2 luôn. Máy đẹp ha. Máy không có bể trầy xước nhiều nha. Đây em chụp cam trước cam sau nè. Đó. Rồi cái A10 1 triệu 2 cho cô chú anh chị nha. A20 A20 RAM 332 pin 4000. A20 RAM 332 màn hình 6.4 pin 4000. Máy màu đen ha, có cộng vân tay nha. Lưng nó hơi bị cấn ngay đây nha cô chú anh chị, ngay tay em ha. Rồi em chụp hình. Đó, em chụp á, chụp hình cam trước cam sau ha. Cây nào em cũng chụp hình cho cô chú anh chị xem nha. Rồi cây này giá 1.350.000 nha. A02
302 gam 3 bộ nhớ 32 pin 5000. Màn hình 6.5 ha. Camera màn hình tôi hỏi nha. Giá. Rồi cái A02 này giá 1.350.000 cho cô chú anh chị luôn ha. Pin 5000 nha cô chú anh chị. A50. A50 RAM 4 bộ nhớ 64. Pin 4000, màn hình tay thỏ ha. Máy màu xanh nha. Máy này đẹp tên 85% ha. Này, test cảm ứng nè. Rồi em chụp hình luôn. Rồi con này thường em bán 1.8 ha. Đây, con này nó xấu nè, vỏ nó bị cấn thỉ bên đây bên hông này nha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1.7 nha. Mình mua lưng về bỏ vô xài ha. 1.7 tăng cấp sạc nha. Mỗi con cài màn hình khác nhau cho nên nó hơi tối ha cô chú anh chị. A50S. Rồi em test cam luôn. Đây bên đây em test cam. Cam trước cam sau ok ha. Rồi cây bên đây cũng vậy nha. Cây nào thì hư cam thì em sẽ báo là hư cam. Đó, máy ok. Hai cây y hình nha. Rồi A50S giá 1.9 nha cô chú anh chị. A11. A11 RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 4000. 3 cam dọc ha. Màn hình đục lỗ nha, camera đục lỗ. Màn hình 6.4. Camera cam trước cam sau ok ha. Máy đẹp 97-98% nha. Con này giá 1.8 nha cô chú anh chị. A11 giá 1.8. Rồi Samsung A32 RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5000. Đây. Màn hình tay thỏ ha. Máy đẹp nha. Chụp hình nè. Cam trước cam sau. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 2.7 nha. 2.7 Samsung A32. Em bán mất không? Sao bán kia luôn bằng giá bán kia chứ. Rồi A51 RAM 6 bộ nhớ 128 em có 1 cặp nha. RAM 6 bộ nhớ 128 pin 4000. Pin 4000. Máy đẹp 97-98% ha.
màn hình đục lỗ nha. Hai máy đều chụp hình đẹp hết. Giá 2,7 triệu luôn nha cô chú anh chị. A51. Vân tay còn trên màn hình nha. Bên em bán điện thoại là vân tay đầy đủ nha cô chú anh chị. Cây nào mất vân tay thì em sẽ bán theo mất vân tay ha. Rồi, tiếp theo A31. A31 màu xanh đen. Màn hình sống động nha, long lanh luôn. Test cam nè. Rồi cái này màn hình tay thỏ RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5000. Giá 2,4 triệu ha, vân tay còn luôn nha. Vân tay trên màn hình nha cô chú anh chị. RAM 6 bộ nhớ 128, cái này 2,4 triệu nha. iPhone 5S 16GB còn vân tay full chức năng hang máy đẹp 96-97% nha. Pin 100. Pin này pin mới luôn nè. 800k nha cô chú anh chị. 16GB còn vân tay full chức năng 800k. Sáu g sáu g 64GB pin 100, nó có một chấm trắng ở trong đây nha, trong màn hình nha, ngay tay em à. Ủa, còn cái này nhiêu ghi à, em có hai con nha cô chú anh chị, một cây màu bạc, cây màu xám bạc và một cây màu gold ha. Hai cây đều có ốp lưng nha. Triệu hả? 1 triệu nha cô chú anh chị, hai màu nha, muốn chọn màu nào cũng được ha. 64GB. Hai cây đều như nhau nha. Pin 100 hết. Sáu bốn GB. Mất vân tay pin 100. Tặng ốp lưng và cáp sạc nha. Máy hơi trầy khúc dưới này ha, có tặng ốp lưng nha. Rồi. 64GB 1,350 6S. Một cây duy nhất. Này còn vân tay không? Rồi. Sao lút 64GB luôn. Mất vân tay. Các chức năng cài đặt sẵn hết luôn ha. iPhone thì các chức năng em có cài đặt sẵn hết cho cô chú anh chị nha. Cây này giá 1,5 triệu nha. Máy đẹp nha. Đây máy nè. Zalo, Facebook, TikTok rồi cài đặt sẵn hết. Giá 1,5 triệu. Rồi, Apple. Rồi tiếp theo em có Apple F5 ha, RAM 4 màu nhớ 32. Màu gold nha. Màu vàng gold ha. Cái này bữa hổm bán 1,1 triệu nè, nay em bán xả hàng bán chẳng luôn nha, giá 1 triệu. Nghe gọi các chức năng ok hết ha. Rồi em trách lo luôn rồi. Máy cũng còn đẹp nha. Có 1 triệu này nha. Không khó, có Power 100.
Welcome to Bigo, where connections come alive. Anytime, anywhere. Máy lơ rất là to nha cô chú anh chị. Cái này mình mua về chơi em nhẹ ha, cho em bé coi YouTube là được. Rồi giá 1 triệu luôn. Rồi Oppo F5 màu đỏ, RAM 6 bộ nhớ 64, màn đẹp nha. Cây này bữa em bán 1.450.000 ha, nay em bán 1.4 nha. Triệu tư. Lúc này em ít like là tại vì em bán vài ngày, em nhập máy mới về em mới like lại nha cô chú anh chị. Em like là em like máy mới. Còn ví dụ như máy nào còn tồn lại thì em sẽ bán rẻ lại cho cô chú anh chị xài. Rồi Apple R15 nè. R15 RAM 6, ổ nhớ 128 nè. Máy đẹp ha. Cái này nó không có mấy cái mũi tên để mình trở về nha cô chú anh chị. Nè, nó ở dưới đây nó có một cái thanh trắng là mình vuốt lên cái là nó trở về ha. Đây em test cam nha. Cam trước cam sau ok ha. Rồi RAM 6 bộ nhớ 128, em bán cho cô chú anh chị giá 1.500.000 luôn ha. R15 giá 1.500.000. Rồi Redmi. Apple A15s. RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình 6.5 nha. Camera màn hình tay thỏ ha, máy đẹp 97-98%. Đây, em sẽ quay kỹ cho cô chú anh chị xem luôn nè. Sườn không có đầy xước, móp méo gì hết. Rồi con R15 này em sẽ bán cho cô chú anh chị. Xin lỗi em lộn, nó 15 quên. A15s nha cô chú anh chị. A15s này em bán cho cô chú anh chị với giá 1.900.000 nha. 4464. Apple A31 RAM 4 ổ nhớ 128. Không có 4 cộng, không có cộng. RAM 4 ổ nhớ 128. Màn hình 6.5 nha cô chú anh chị. Pin 4230 ha. Máy đẹp, màu xanh trắng nè. Máy đẹp 97-98%. Máy đẹp không có đầy gì luôn nha. Rồi em sẽ chụp hình nha. Test cam nè. Rồi Oppo A31 thì giá 2 triệu cho cô chú anh chị ha. Rồi Oppo A17K. RAM 3 cộng 4. Android 12 ha. Bộ nhớ 64, pin 5000. Máy màu xanh biển nha. Chụp hình đẹp nha. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị với giá 2 triệu nha. Máy đẹp 99% luôn. Oppo A53 RAM 4 cộng 3 ha.
4 cộng 3 màn hình 6.5 camera đục lỗ nha. Android 12. Bộ nhớ 128GB, pin 5000. Máy đẹp ha. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.2 triệu nha. A53, Apple A53 giá 2.2 triệu. Apple A74 5G, RAM 8 cộng 5, camera đục lỗ, màn hình 6.5, Android 12 ha. Máy được tặng ốp lưng và cáp sạc luôn, có cường lực luôn nha, có cường lực sẵn luôn. Máy đẹp 99% ha. Rồi cây Apple A74 5G này em bán cho cô chú anh chị giá 2.8 triệu ha. Em chụp hình nè. Máy chụp đẹp ha. 2.8 triệu. Rồi Apple A73 5G luôn. Android 8 màu nhớ 256 ha. RAM 8. Apple A73 5G, RAM 8, bộ nhớ 256. Pin 5000. Camera đục lỗ nha. Cái này dòng cao nha, mình chơi game bao mượt luôn, màn hình bao mượt ha. Được tặng cường lực ốp lưng và cáp sạc. Máy đẹp 99%. Nè mặt lưng này nhìn thấy em luôn nè nha. Dạ. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.7 triệu ha. A92020 ha. RAM 8 nè, 8 cộng 5 luôn. Cái này chạy chip rồng nha cô chú anh chị. Chip nắp là gần ha. RAM 8 cộng 5 bộ nhớ 256, pin 5000. Màn hình 6.5. Cam nè. Máy màu xanh rêu gì nè nha. Bóng bóng thấy hình luôn. 2.8 triệu nha cô chú anh chị. A92020 giá 2.8 triệu. Cường lực giữa ốp lưng cáp sạc tặng theo kèm máy ha. Rồi Apple K3 Android 11 màn hình RAM 8 màu nhớ 512, pin 5000, cam đây, cam sau nè ha, cam trước nè nha, nó có cái camera lồi lên nè nha cô chú anh chị, đây ngay tay em ha, đây em đảo lại nó thụt xuống rồi đó, nó lồi lên nè, camera lồi thụt ha, chụp hình rất là đẹp. Máy màu tím luôn. Hai triệu tám nha cô chú anh chị. 2.8 triệu à.
Renault 2. Double Renault 2 58 bộ nhớ 256. Màn hình 6.5. Cam nè, cam trước nè, đó, camera loại thục luôn. Ok, này chụp hình đẹp ghê á. Hai triệu tám nha cô chú anh chị luôn nha. Đây cái lưng của nó nè, 1, 2, 3, 4 cam ha, một đèn lát nha, đẹp quá. Rồi tiếp theo Realme, cô chú anh chị nào mình mua cây nào thì kết bạn Zalo với em nha, cho xem máy kỹ lại nha. Realme C21i RAM 8 màu nhớ 256, màn hình 6.5, đây màn hình tay thỏ nha, phần tay sau lưng nha, 4 cam vuông, máy đẹp 99% ha, pin 5000, đây máy đẹp nè, 5G. Realme C21i 5G nha cô chú anh chị. Này mình bao chơi game ha, cân tất cả các loại game luôn. Mấy anh nào chơi game thì về đội của em nha. Realme, Redmi có đầy đủ. RAM 8, pin 5000, pin trâu ha. Đây màn hình nè, màn hình to mình chơi game đã luôn. Hai triệu tám nha cô chú anh chị luôn nha, cái Realme này nha. Realme hả? Realme thì chung Realme. Đây tiếp theo Realme. Realme 5i Android 10 RAM 4 bộ nhớ 64. Chạy chip rộng nha, chip nắp ra rành ha. Màn hình 6.5 pin 5000. Máy màu xanh rêu. 1.950. 1.950 cho cô chú anh chị nha. Realme 5i. Tiếp theo Realme dòng cao nha. Realme này chơi game bao mượt. Realme 10 5G. RAM 8 cộng nè, 8 cộng 3. Android 12. Pin 5000. Màn hình tay thỏ nha. Máy đẹp 99% nha. Cường lực ốp lưng và cáp sạc tặng kèm máy ha. Đây máy nè, cái lưng nè. Trời ơi lưng đẹp. Ba cũ chẳng nha cô chú anh chị. 3 triệu. 3 triệu, máy vô, bao game luôn, pin 5000. Máy gì mà mượt dễ sợ. Realme 10S 5G. Cái này 8 cộng 5 luôn nha. 8 cộng 5 Android 12. Bộ nhớ 256, màn hình 6.5. Camera màn hình tay thỏ nha.
pin 5000. Máy đẹp 99%. Máy không trầy xước, một lỗi nhỏ luôn nha. Đây. Máy đẹp 99%. Con này là chạy con chip Dimensity nha cô chú anh chị, 810 nha. Android 12, pin 5000. Con này em bán nha cô chú anh chị giá 3 triệu mốt ha. 3 triệu mốt. Bao game luôn nha. Rồi, tiếp theo Redmi ha. Redmi Note 11 5G. Con này RAM mấy ta? RAM 8 cộng, bộ nhớ 256. Pin 5000, camera đục lỗ. Màn hình 6.5. Con này 3,2 triệu nha cô chú anh chị. 3,2 triệu nha. Có lưng sẵn nha cô chú anh chị ha. Redmi 8 RAM 3 bộ nhớ 32. Chạy chip rồng nha, pin 5000. Màn hình 6.4. Máy đẹp ha. Máy màu xanh dương, máy đẹp 98% ha. 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Pin 5000, giá 1,4 triệu. Redmi 8. Redmi 9A. RAM 2. RAM 2 cộng 0.5. Bộ nhớ 32, pin 5000. Máy màu xanh à, xanh này xanh gì ta? Màn hình 6.5 nha cô chú anh chị. Pin 5000. Con này em bán cho chú cho anh chị giá 1,2 triệu nha. Này mua chơi game nhẹ. Rồi, Redmi 9C. RAM 4 bộ nhớ 128. Con này nó bị pin 5000 nha, màn hình 6.5 ha. Camera màn hình tay thỏ nha. Con này nó bị hư cam trước rồi. Cam trước bị hư cam trước rồi nha cô chú anh chị, còn cam sau ha. Dành cho anh em nào chơi game nha. Rồi con này em bán rẻ cho cô chú anh chị xài ha. Nó hư cam rồi, em bán giá 1,3 triệu cho cô chú anh chị nào mình mua về chơi game ha. Rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị.